Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chia sẻ về Affiliate Marketing của Tomato Hường. Trong video này, Hường sẽ chia sẻ về kim tứ đồ của Robert Kiyosaki. Bên cạnh đó sẽ phân tích cho mọi người thêm về kim tứ đồ rút gọn. Trong tập sách về dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki rất là nổi tiếng, được nhiều năm liền đứng vị trí bán chạy hàng đầu ở trên thế giới, và rất là nhiều doanh nhân và những người thành công trên toàn thế giới họ sử dụng, họ phân tích, họ và chia sẻ với nhau về bốn gốc phần tư này. Bốn gốc phần tư hay còn gọi là kim tứ đồ. Bốn gốc phần tư này đại diện cho bốn kiểu tạo ra thu nhập thuộc bốn nhóm người khác nhau trong xã hội. Nhóm thứ nhất là gọi là nhóm E, tiếng Anh là Employee. Nó đại diện cho những người làm thuê, họ lấy thời gian ra để tạo ra thu nhập, hay còn gọi là họ đi làm vì tiền. Bởi vì rất là ít người có thể có được cái đam mê họ làm vì đam mê, đa số là mình làm vì tiền, mình chạy theo tiền bạc. Thì đó là nhóm người làm thuê, làm những giờ hành chính hoặc các giờ, số giờ mỗi ngày, số giờ mỗi tháng để đạt được mức lương cố định một tháng, nhà làm thuê là thuộc nhóm này. Nhóm thứ hai là những người họ tự kinh doanh riêng, hoặc là họ mở doanh nghiệp và cái doanh nghiệp của họ thì họ tự kiểm soát, họ tự đứng ra, họ quản trị, họ điều khiển, họ tìm cách để tối ưu và tăng lợi nhuận. Thì nhóm này nó bao gồm những người họ làm freelancer, họ tự làm cho mình, hoặc là những người họ tự mở máy may, hoặc là các cửa hàng nấu ăn và họ bán quán ăn, cho đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp mà họ sáng lập ra và họ vẫn còn phải đứng để quản trị doanh nghiệp của mình, họ chưa có thể thoát ra khỏi doanh nghiệp. Hầu như là ở nhóm này thì người ta sẽ càng ngày càng bận, rất là bận, dành nhiều thời gian cho doanh nghiệp của mình. Còn đối với nhóm B, tức là nhóm chủ doanh nghiệp, họ xây dựng doanh nghiệp của họ, và doanh nghiệp của họ thực sự rất là lớn rồi, khoảng trên 500 nhân viên, và họ đã thoát khỏi doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt, có hoặc không có sự có mặt của họ cũng không có vấn đề gì. Thì đây là nhóm chủ doanh nghiệp, có thể là đây là vốn của họ hoặc là vốn của người khác, và họ dùng đòn bẩy đó là thời gian của người khác và vốn, có thể là vốn của người khác, để tạo ra lợi nhuận. Thì nhóm này là cái nhóm thứ ba. Còn góc phần tư cuối cùng, đây là góc phần tư ai cũng muốn hướng đến, đó là những người họ đầu tư, tức là họ có tiền nhàn rỗi và họ đầu tư, họ chỉ cần là đầu tư ở những cái như cổ phiếu, bất động sản, họ là những người chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư luôn, không cần phải dùng thời gian của mình mà họ dùng tiền của mình, có thể tiền của mình hoặc tiền của người khác, để dùng đòn bẩy tạo ra thu nhập, gọi là lấy tiền làm việc cho mình. Còn ở góc này ấy, thì dùng đòn bẩy thời gian của người khác để tạo ra thu nhập cho mình, giống như kiểu số nhân viên đủ để họ không cần phải tham gia vào quá trình vận hành của doanh nghiệp nữa, họ thoát khỏi doanh nghiệp. Và về sự chia sẻ rất là nhiều người, thì từ nhóm người làm thuê, người ta sẽ nỗ lực để làm thế nào để tự kinh doanh riêng, họ mở một doanh nghiệp tự kinh doanh riêng, có thể thuê người khác và họ vận hành doanh nghiệp cho đến mức nào đó khi mà nó đủ lớn rồi. Đủ lớn giống như kiểu có thể sang nhượng lại, hoặc là mình niêm yết trên sàn chứng khoán, mình giao cho người khác vận hành và mình ra thoát khỏi doanh nghiệp. Sau đó thì mình nhảy qua nhóm là chủ doanh nghiệp. Và cuối cùng khi mà chúng ta tự do rồi thì chúng ta sẽ chạy sang nhóm đầu tư. Đó là về sự chia sẻ của rất là nhiều người như vậy. Nhưng mà riêng trong thời kỳ Internet phát triển như thế này, đặc biệt là thời kỳ Internet, thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều là chúng ta không cần phải đi từ nhóm góc phần tư thứ nhất sang góc phần tư thứ hai, rồi nhảy lên ba rồi bốn, mà hoàn toàn chúng ta có thể là thuộc nhóm người làm thuê, sau đó chúng ta tự kinh doanh bằng cách là xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Sau đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi được cái hệ thống kinh doanh trên Internet luôn, và sau đó thì chúng ta chuyển sang nhóm nhà đầu tư, hoặc thậm chí chúng ta chưa cần thuộc nhóm người làm thuê mà chúng ta thuộc nhóm tự kinh doanh riêng luôn, và sau đó chúng ta nhảy sang nhóm đầu tư. Cái điểm đặc biệt của nhóm B là những nhóm mà chủ doanh nghiệp lớn ấy, là những người mà họ không cần phải dành thời gian ở đây, thì họ có rất là nhiều nhân viên làm việc cho họ,
Còn đối với khi mà mình làm internet, chúng ta kiếm tiền trên internet, chúng ta làm affiliate marketing chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xây dựng rất là nhiều hệ thống kinh doanh trên internet, và ở đó cũng có nhân viên làm việc cho mình đầy đủ. Nhưng mà nhân viên ở đây là ai? Nhân viên ở đây tức là những cái công cụ như là website, mạng xã hội social media như là YouTube, Facebook hay là TikTok hay là Zalo vân vân. Và những cái kênh ví dụ như blog, những cái video, email marketing hay quảng cáo nó sẽ giúp vận hành doanh nghiệp của mình. Đôi khi chúng ta chỉ cần có một người, hoặc là nếu nhiều thì chỉ cần thêm một hay vài bạn trợ lý nữa là ok. Ở trong tiếng Anh người ta gọi đó là solo entrepreneur. Solo entrepreneur tức là người tự tự lập, tự làm, tự vận hành một cái doanh nghiệp rất là lớn, có thể lớn đến vô hạn mà chúng ta chỉ cần có một người thôi. Thì đó là chúng ta xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet. Và đặc biệt nếu như các bạn làm affiliate marketing như trong kênh YouTube này thường chia sẻ, thì affiliate marketing là một lĩnh vực rất là đặc biệt, ở chỗ là chúng ta chỉ tập trung vào marketing và bán hàng thôi. Và khi mà chúng ta marketing được, bán hàng được thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Còn nếu mà không được thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả. Chúng ta không cần phải lo lắng cái chuyện mà tồn kho hoặc là chúng ta lỗ vốn gì đâu. Đối với affiliate marketing chuẩn, tức là chúng ta chỉ cần là gửi cái link quảng bá đến cho người đúng, cái người khách hàng mà họ cần, sau đó họ click vào cái link đó, họ mua hàng thì chúng ta sẽ có hoa hồng. Tức là cái mảng affiliate marketing thì chúng ta có thể xây cho nó rộng vô hạn mà chúng ta không có lo tới cái việc là giao hàng, chăm sóc khách hàng, vận chuyển hay là phản hồi của khách hàng cả. Mà chúng ta chỉ cần bán đúng cái sản phẩm cho đúng khách hàng cần là được. Chúng ta tập trung vào một cái kỹ năng quan trọng nhất, đó là marketing và sale, và sau đó chúng ta bán được hàng thì chúng ta sẽ có dòng tiền. Thì chỉ riêng đối với affiliate marketing là một lĩnh vực rất là đặc biệt, khi mà chúng ta không có cần phải tham gia vào quá trình giao hàng, chăm sóc khách hàng hay là những cái phản hồi của khách hàng, thì không rơi vào các affiliate marketer giống như chúng ta mà sẽ rơi về nhà cung cấp. Thì thường hay nói về tại sao chúng ta làm affiliate marketing. Thực ra thì chúng ta phải đủ trải nghiệm nhiều thì chúng ta mới có thể là trân trọng những gì mình đang có. Giống như kiểu trong tình yêu, khi mà chúng ta phải trải qua bao nhiêu thăng trầm thì chúng ta mới trân trọng cái người kế bên mình, đúng không? Thì trải qua bao thăng trầm thì Hường cũng nhận ra là cái người mà đồng hành làm affiliate marketing, xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều mặt. Thứ nhất là chúng ta không bị phụ thuộc vào sản phẩm, tức là chúng ta có kỹ năng và khi thị trường đang cần sản phẩm nào, chúng ta có thể quảng bá sản phẩm đó. Và sản phẩm không phải của mình nên cái việc thay đổi sản phẩm nó cũng trở nên khá dễ dàng. Và hệ thống bán hàng của chúng ta là những website, blog, những email marketing, kênh mạng xã hội vân vân, nó sẽ giúp cho chúng ta bán hàng 24/24. Và nó là những nhân viên không biết mệt. Chúng ta không có gặp những cái vấn đề liên quan tới nhân sự, không gặp những cái phàn nàn của nhân viên về việc lương thấp hay lương cao, làm thêm giờ, làm ít giờ vân vân. Những cái trường hợp đó sẽ không xảy ra đối với những đối với đội ngũ là những công cụ về internet marketing. Bất kể ngày nghỉ, lễ Tết vân vân thì những nhân viên này vẫn làm việc cho chúng ta. Ok, Hường vừa chia sẻ xong về chủ đề là kim tứ đồ rút gọn. Có nghĩa là chúng ta có thể tự kinh doanh riêng bằng cách là xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet. Có thể chọn affiliate marketing, tức là quảng bá sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng thông qua hệ thống link. Ta có thể tạo ra thu nhập, sau đó là mang đi đầu tư kinh doanh. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh để nhận chia sẻ nhiều hơn. Kênh youtube.com sẽ Tomato Hường. Ngoài ra thì các bạn có thể là follow Hường ở trên Facebook, facebook.com sẽ Tomato Hường, và like fanpage, tham gia vào đội nhóm sau đó tốt lên và đi, để học tập với nhau, về chia sẻ với nhau nhiều hơn về affiliate marketing. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like video, bình luận một điều gì đó, hoặc chia sẻ video này cho người cần, những người đang quan tâm tới affiliate marketing, hoặc chia sẻ để các bạn có thể xem lại. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh YouTube.com/tomatohường.